Câu chuyện này nó cũng không có gì mới. Chống ngập bằng lu, một cái lu có thể chống được ngập. Thật ra thì nó chỉ mới ở Việt Nam thôi, nước ngoài thì người ta đã làm rồi, cụ thể là bên Úc. Và cái này luật Úc họ quy định, họ bắt buộc luôn nha. Những căn nhà mới khi mà bạn xây thì chính phủ bắt buộc là bạn phải làm một hệ thống lu chống ngập. Còn những căn nhà cũ thì trước giờ chưa có hệ thống đó thì họ khuyến khích. Nhưng có điều là họ không gọi cái đó cái lu, mà họ gọi là bằng một cái từ gọi là water tank, tức là một cái bình chứa nước. Thể tích của nó khoảng từ 500 đến 1.000 đến 2.000 lít, tùy theo là cái căn nhà đó nó lớn hay nó nhỏ. Vậy thì cái việc về chống ngập bằng lu nó có cần thiết hay không, mà tại sao chính phủ bắt buộc như vậy? Thì trong cái clip này chúng ta sẽ phân tích tại sao nó như vậy. Về tổng quan mà nói thì chính phủ sẽ hạn chế can thiệp vào tự nhiên. Cái điểm lợi thứ nhất đó là tiết kiệm. Tại khi mà can thiệp vào tự nhiên, tức là cải tạo tự nhiên á, thì chúng ta phải đầu tư máy móc, cơ sở thiết bị, trang thiết bị này nọ, thì nó sẽ tốn tiền nhiều. Cái thứ hai đó là họ tôn trọng vào sự tồn tại của tự nhiên. Cái gì tự nhiên thì cứ để tự nhiên, nó sẽ tốt hơn là con người can thiệp vào. Nếu các bạn có cơ hội đi qua Úc chơi, hoặc là bạn nhìn trên Google Maps, các bạn sẽ thấy trên bản đồ sẽ có rất là nhiều cái mảng màu xanh. Thì những cái mảng đó chính là cái công viên. Cứ khoảng vài km vuông là sẽ có một cái công viên. Cơ bản thì bản chất của công viên chính là những cái vùng đất thấp hơn những khu vực xung quanh. Ngoài cái việc là tạo cái cảnh quan đô thị rồi lọc không khí thế này thế kia, một số công viên nó sẽ có những cái ao hồ. Những cái nơi này sẽ sử dụng để trữ nước mưa. Chính phủ họ có cái chính sách là giãn dân, tức là những căn nhà nó sẽ rất là xa nhau ra. Từng căn nhà sẽ sở hữu cái miếng đất khá là rộng. Ngoài cái vị trí là thành phố trung tâm ra là nhà bắt đầu nó chi chít, nhưng mà nó chỉ có một khúc nào đó thôi. Bắt đầu hơi ra xa một tí xíu là nhà bắt đầu nó cách nhau. Từng cái miếng đất nó sẽ rất là rộng, tầm 300-400 mét vuông là nhỏ đó. Trung bình là khoảng 500 mét vuông trở lên thì nó mới gọi là đúng cái kiểu nhà của Úc. Nhưng các bạn không được quyền xây hết đất. Tức là xây, ví dụ như nhà 500 mét vuông thì chỉ xây cỡ chừng 200-300 mét vuông là nhà thôi. Còn xung quanh cái phần còn lại phải để đất trống để trồng cỏ, không được quyền lấp đất cái khu vực đó luôn. Các nhà khác cũng vậy. Cho nên có những cái căn nhà là 700 mét vuông với căn nhà 800 mét vuông hơn nhau cả 100 mét vuông, nhưng mà thực chất là căn nhà mà xây trên miếng đất đó hai bên nó bằng nhau. Cuối cùng là cái đất mà nhiều hơn 100 mét vuông thì chuyển người ta cũng lại trồng cỏ, chứ người ta chẳng lại làm gì được. Hồi xưa thì chưa có nhiều công nghệ như bây giờ, cho nên nhà bên Úc người ta sẽ thường sẽ xây thành cái nhà sàn, tức là cao hơn mặt đất. Tại vì đất ở bên Úc họ sẽ không có phải là đất đồng bằng giống như Việt Nam, giống như thành phố Hồ Chí Minh, mà sẽ là đất lồi lõm, đất đồi núi. Cho nên là thường thường nó sẽ thoải hoặc là nó dốc, hiếm có miếng đất nào mà ngang hết. Vấn đề nằm ở chỗ là người ta sẽ hạn chế can thiệp vào tự nhiên, tức là người ta vẫn để cho tự nhiên. Sau này bắt đầu có kỹ thuật mới đổ bê tông chẳng hạn, thì những căn nhà mới người ta sẽ xây theo kiểu đổ bê tông. Cho dù như vậy đi nữa thì người ta cũng sẽ chỉ có san phẳng ở cái khung cái nền nhà thôi, xung quanh nó vẫn để tự nhiên. Cái điều đặc biệt đó là khi mà xây nhà họ sẽ phải có một cốt nền, họ sẽ giới hạn cái chiều cao của nền và chiều cao của cái mái nhà. Khi mà bạn xây nhà giống như tôi đó, xây nhà là tôi bắt buộc là phải mướn thợ, tại vì họ những máy móc chuyên dụng. Tức là khi mà xây nhà xong là sẽ có thanh tra, họ kiểm tra bạn xây cái nền mà cao hơn cho phép hay là cái mái nhà cao cho phép là bạn gỡ ra làm lại. Cho nên là sẽ có cái trường hợp là nhà của mình sẽ thấp hơn nhà hàng xóm, hoặc là căn nhà của mình nó sẽ thấp hơn mặt đường, nó thấp hơn nhiều luôn á, cả mét luôn á. Không được quyền can thiệp nha, cứ để như vậy. Thì nhiều người sẽ nói là như vậy thì mưa nó xuống nó sẽ dột thì sao? Không dột được, tại vì đó là nhiệm vụ của thợ ống nước. Cứ giao cho thợ ống nước, họ sẽ có cách để làm sao để nước nó không ngập vô trong nhà. Tại sao mà tất cả mọi nhà nó đều phải xây theo một quy luật như vậy? Thì tí nữa chúng ta sẽ bàn sau. Đa phần là các căn nhà Úc họ đều làm mái nhà, thì xung quanh cái hệ thống mái nhà nó sẽ có một hệ thống máng xối, tức là nước mưa khi mà nó đổ xuống lên mái nhà nó sẽ chảy vào hệ thống máng xối đó, và tất cả cái lượng nước đó nó được dồn vào một hệ thống ống dẫn. Thì cái ống dẫn này nó sẽ đâm thẳng xuống đất hoặc là nó đâm thẳng ra đường, để nước mưa là nó sẽ đổ ra đường và đổ xuống đất. Thì sau này chính phủ họ quy định là phải gắn cái lu, tức là cái lượng nước mưa này, hệ thống ống dẫn này sau đó nó sẽ dẫn nước mưa vào thẳng cái lu. Thật ra là không phải là lu ở bên Úc, của họ là water tank, tức là cái bình chứa nước mưa. Thì tùy theo cái diện tích của căn nhà, tùy theo mà người ta sẽ thiết kế, cơ bản là nước mưa nó sẽ đổ vào cái bình đó, và khi mà nước mưa nó đầy, đi theo quy tắc bình thông nhau, nó sẽ chảy ra ngoài, và lúc đó nó sẽ đổ xuống đất, là nó
nó đổ ra được. Tại sao chính phủ họ lại bắt sử dụng những cái bình chứa nước mưa này? Thực chất là không phải để chống ngập đâu, mà cái đầu tiên là để tạo công việc làm. Tại vì cái những cái bình này là không thể nào đi nhập từ Trung Quốc về, là phải sản xuất ngay tại Úc, có cái Australia Standard mới được sử dụng. Cái thứ hai đó là tiết kiệm nước cho quốc gia, tại vì Úc là đất nước có diện tích sa mạc rất là lớn, cho nên nếu mà tiết kiệm được cái lượng nước mưa thì sẽ là tiết kiệm tài nguyên cho quốc gia. Trước đó không hề có cái bình nước mưa này, thời xa xưa người ta chưa có bình nước mưa này, chứa nước mưa này thì người ta vẫn không bị lụt. Bây giờ chúng ta phân tích ngược trở lại để xem người Úc họ chống ngập như thế nào. Đầu tiên khi nước mưa đổ xuống thì nó sẽ thấm trực tiếp vào đất. Cái vùng đất mà mình nói là hồi nãy là mình nói là trồng cỏ đó, thì nước mưa nó sẽ ngấm trực tiếp vào đó, một lượng nước mưa sẽ ngấm trực tiếp vào đó. Do đó là chính phủ họ không cho phép mình được xây hết đất, mình phải chừa cái khoảng trống để trồng cỏ, nó là như vậy. Rồi nếu một cái lượng nước mưa mà nó không thấm kịp vào đất thì sao? Thì nó sẽ chảy từ nơi cao đến nơi thấp. Vậy thì nếu mà tất cả các căn nhà họ đều giữ nguyên địa hình địa thế tự nhiên thì nước nó sẽ chảy từ nhà này qua nhà nọ, qua nhà kia. Có thể nhà mình sẽ cao, sẽ thấp hơn nhà hàng xóm, nhưng mình sẽ cao hơn nhà hàng xóm kế bên. Người thợ ống nước sẽ có cách để làm sao khi mà nước nó chảy gần tới nhà mình, nó sẽ rẽ ra hai bên, nó chảy qua hai bên và nó chảy về hàng xóm. Và cái lượng nước mưa này sẽ chảy đi đâu? Nó sẽ chảy đến công viên, tại vì công viên là cái nơi đất thấp nhất. Cái lượng nước khi mà nó ngấm xuống đất, nó cũng theo mạch nước ngầm, nó chảy về phía công viên luôn. Và nếu như cái công viên ở khu vực đó mà có hồ á, thì cái lượng nước mưa nó sẽ trữ trong hồ. Vậy thì chúng ta sẽ giảm tải một cái lượng nước rất là lớn, nó sẽ điều tiết, nó chảy về phía công viên. Chỉ có một cái lượng còn lại, nó chảy ra đường và nó theo đường ống cống và nó chảy ra cái hệ thống ống cống. Ở bên Úc thì hệ thống ống cống rất là lớn, gần như là xe hơi có thể chui lọt. Và cái hệ thống này nó hoạt động từ xa xưa đến giờ rồi, không có gì phải lo cả. Nhìn vào Úc thì bây giờ mình ngẫm đến Việt Nam coi, có cái quy chuẩn chống ngập nào không? Không hề. Khi mà chúng ta xây nhà dân, chúng ta có hiện trạng gì? Đường đây, dân đây. Giả sử nhà dân thấp hơn mặt đường, bắt đầu thời gian sau nâng nhà dân lên, đường nó thấp hơn nhà dân, cái đấy bị ngập đường, tức là nâng đường lên, dân bị ngập lại, nâng nhà dân lên. Nó cứ vậy. Cái vấn đề nó xảy ra là hôm nay chỗ này thấp, cái chỗ khác cao, cái ngày mai cái chỗ có chỗ thấp nó thành chỗ cao, thì chỗ cao nó thành chỗ thấp. Cho nên nước mưa khi mà nó xuống, cái di chuyển chỗ này qua chỗ khác, cái lòng dầu như vậy, nó không bao giờ nó giải quyết được cái vấn đề gì hết. Các thành phố lớn gần như rất ít công viên và các căn nhà nó gần như là nó lấp bê tông hết trơn. Nước mưa rồi xuống là nó không thấm gì xuống đất. Nó chỉ có một cách duy nhất nó thoát là nó chảy ra đường và chảy ra cống. Mà bữa nào mà cống nó xui, nó nghẹt một cái là coi như chết ngắt. Tưởng tượng thành phố chúng ta nó giống như cái bể bơi vậy đó. Nước nó xuống là nó không thoát đâu được hết á. Tôi thấy là tất cả các giải pháp khi mà đưa ra nó chỉ là đối phó thôi. Tại vì cơ bản là chúng ta không có một hệ thống nó hoàn chỉnh. Vậy thì giải pháp là gì? Bây giờ giãn dân nè, dân có chịu giãn hay không? Hay là bây giờ phá nhà dân đi làm công viên? Bây giờ dân ở đó đó, bây giờ giải tỏa cách nào? Thì cái này là cái câu chuyện của nhà nước thôi. Mấy cái giải pháp mà đưa ra kiểu gì cũng tranh luận, kiểu gì cũng cãi nhau, rồi cuối cùng đâu cũng vào đấy thôi. Người ta thảo luận với nhau là lấy một cái lu giống như là bằng sứ, bằng sạch gì đó, chứa đâu có bao nhiêu nước đâu. Nước mưa mà chảy lên mấy nhà thì căn nhà đó ví dụ diện tích là khoảng 300m² đi, thì cả khối 300m² đó nó sẽ hứng đủ cái lượng nước mưa để nó chảy vô thông máng xối và nó chảy vô trong cái bình chứa nước. Chứ nếu mà chỉ đặt một cái lu có bự cỡ này hoặc là bự cỡ này đi chăng nữa mà đặt giữa sân thì cái diện tích nó hứng được nước được bao nhiêu? Tôi nghĩ là rất là khó, cho nên là cũng phải thông cảm đến nhà nước. Nếu mà các bạn mà muốn sống ở một cái nơi là nó không ngập lụt, tốt nhất là phải dọn đi ra xa, càng xa thành phố càng tốt.